Hình như chị đứng ngay chỗ cái cửa luôn, hả? Như cái nhà, thấy nhà, thấy cái nhà đó đó, cái lú cái đầu đen đen đó, đó cái nhà. Hình như là bữa nay chị biết mình đến để mà giúp chị hay sao mà chị ra tới cửa đón mình luôn cái nhà. Ấy kìa kìa cái nhà đó, chị đang ngồi ôm cái bụng bầu đó cả nhà, ngồi trên giường luôn đó, chị gật đầu chào mình kìa cả nhà ơi. Thấy tội ghê không cả nhà? Hình như là không biết cả nhà mình thấy rõ không chứ bữa nay sao thì chung thấy làm như là cái bụng của chị to hơn nữa cả nhà ơi. Dạ vâng, Lê Trung TV xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị. Đầu video thì cho phép Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị ơi, để trở lại với những cái video mà Lê Trung chia sẻ với cả nhà mình về những cái căn nhà quan có vong linh trú ngụ, cũng như là những cái căn nhà quan có nhiều điều bí ẩn đó cả nhà. Thì hôm nay Lê Trung lại quay trở lại đây, quay trở lại cái căn nhà mà có cái vong linh của cái chị gái đang mang thai mà bị tiểu tam sát hại cả nhà. Thì hôm nay thì Lê Trung cũng quay trở lại đây để có một cái ý nguyện, đó là quay trở lại đây để mà giúp cho cái vong linh của chị này sanh nở. Thì hôm nay Lê Trung đến đây để tìm gặp chị và hỏi ý kiến của chị xem nếu mà chị đồng ý thì Lê Trung sẽ làm một cái nghi thức liên qua để giúp cho chị sinh nở nha cả nhà. Rồi, để không mất nhiều thời gian của cả nhà thì ngay sau đây Lê Trung xin kính mời cả nhà mình cùng theo chân Lê Trung, chúng ta sẽ tiến vào bên trong căn nhà để tìm gặp cái chị này, để chúng ta sẽ hỏi thăm ý kiến của chị nha cả nhà. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong cả nhà. Đây, thì hôm nay Lê Trung có chuẩn bị đầy đủ hết trơn này cả nhà. Thì đây là cái quang cảnh của cái ngôi nhà này cả nhà. Cả nhà mình xem quang cảnh cả nhà, nhìn thấy cái nhà là cả nhà mình là biết liền, thấy là âm mưu dữ lắm cả nhà. Lần nào đi tới đây cũng bị dướng. Đấy, hình như chị đứng ngay chỗ cái cửa luôn, hả? Như cả nhà thấy không cả nhà? Đó đó, cái lú cái đầu đen đen đó đó. Đó cả nhà. Hình như là bữa nay chị biết mình đến để mà giúp chị hay sao mà chị ra tới cửa đón mình luôn cả nhà. Ủa, đâu rồi? Chắc đi vô nhà hay gì rồi cả nhà. Rồi, để bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong luôn nha cả nhà. Cả nhà thấy ngôi nhà. Cây cối thì thôi to to âm u dữ lắm. Nó thấy chị đứng ngay đây, chị biết đi đâu rồi, có nhà dưới không? Không có nhà dưới, chắc ở trong nhà này quá. Kìa kìa cả nhà, đó chị đang ngồi ôm cái bụng bầu đó cả nhà, ngồi trên giường luôn đó, chị gật đầu chào mình kìa cả nhà ơi. Đó, thấy tội ghê không cả nhà? Hình như là không biết cả nhà mình thấy rõ không chứ bữa nay sao thì chung thấy làm như là cái bụng của chị to hơn nữa cả nhà ơi. Ủa, nó thấy chị đã mất tiêu rồi. Mới thấy chị ngồi đứng giường cả nhà, ôm cái bụng. Mà nay là Lê Trung thấy cái bụng hình như là nó to hơn hơn mỗi lần mình ghé cả nhà. Thôi, bây giờ chắc mình sẽ không đi tìm chị nha cả nhà, tại vì mình biết chị có ở đây rồi. Thì mình sẽ dùng một cái thuật để mình cầu chị ra luôn. Rồi mình sẽ khai khẩu và giao tiếp với chị luôn nha cả nhà. Để Lê Trung đặt cái máy xuống cái, để cái bông đây. Đây, có cái thùng đây mình lấy mình kê cái máy lên nha cả nhà. Tại vì mình biết chị ở đây rồi, với lại là chị cũng đang có em bé cả nhà. Mình
mình mà tìm chị hoài thì cũng không có được tốt. Cái chân quê này nó không có được đứng yên. Rồi thì bây giờ để Lê Trung sẽ thi triển cái thuật cầu hồn ra để cầu chị ra, mình sẽ giao tiếp với chị nha cả nhà. Không biết là cả nhà mình có thấy rõ không cả nhà. Thật sự là rất là tội nghiệp luôn. Thì khi mà Lê Trung giao tiếp với chị cả nhà, thì Lê Trung nói là Lê Trung hỏi chị là có muốn Lê Trung giúp cho chị sanh nở hay không. Thì chị bảo là hiện tại thì cái bào thai của chị cũng sắp tới ngày sanh rồi cả nhà. Đó, cho nên là chị cũng rất là muốn giúp được sanh nở. Đó. Thì sau khi mà được biết được cái ý nguyện của chị như vậy á, thì Lê Trung có nói là hôm nay thì em đến đây thì cũng chỉ với cái ý nguyện là sẽ giúp cho chị sanh nở. Rồi cái là chị quỳ gối xuống luôn, chị lại Lê Trung. Thật sự là khi mà thấy chị làm cái động thái như vậy á, mình cảm thấy rất là vinh hạnh luôn cả nhà. Nói chung thì khi gặp được một cái vong linh nó như thế này á, là nói chung cảm thấy rất là vui. Tại vì khi mà mình làm cái việc như thế này mà cái vong linh hiểu mình, nó biết mình làm cái việc như thế này là để giúp họ, thì mình cảm thấy rất là hoan hỷ cả nhà. Thôi bây giờ thì để không mất nhiều thời gian mà phải để chờ đợi cả nhà, bây giờ thì Lê Trung sẽ đặt một cái bàn nghi thức ra gồm có bánh trái, và Lê Trung sẽ đặt thêm một cái nghi thức liên qua để giúp chị sinh nở nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ đẩy cái máy lại gần xíu để mình làm cái này cho cả nhà mình thấy. Cả nhà chờ em xíu để em đặt cái camera cái nha. Rồi bây giờ thì Lê Trung sẽ chuẩn bị cái mình đặt cái nghi thức nha cả nhà. Bàn dơ quá. Đây thì đây là cái bánh tráng mà hôm rồi Lê Trung có dùng để mà cúng cho chị đây nha. Đây.
giờ thì để đi chung dọn đồ lên cái này. Thì cái nghi thức này thì Lê Trung sẽ sử dụng 7 cái bông hoa sen như thế này. Cắm bông sen một chút. Cái video lần trước thì rất là nhiều quý ông bà cô chú anh chị bảo Lê Trung là hãy sử dụng cái nghi thức bông sen, nhưng mà đúng ra mình gọi là cái nghi thức liên quan cái nha. Thì sau khi Lê Trung có biết được cái vong linh của chị gái này cũng mang thai, thì Lê Trung có về hỏi qua ý kiến của thầy, thì thầy cũng cho Lê Trung được một cái ấn để mà giúp cho cái chị này như thế này.
tiên thì Lê Trung cũng xin phép đốt 5 nén hương để mà mình cúng trước cái này cả nhà. Rồi sau đó thì mình sẽ làm cái nghi thức liên quan sau. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô các vị thiên linh gia chủ trong căn nhà này, đặc biệt là nhân linh của chị gái đang mang thai, thì hôm nay cũng có cái cơ duyên con quay trở lại đây. Thì với cái ước nguyện, với cái tâm nguyện của chị gái là được sinh cái bào thai này ra, thì hôm nay Linh Dung cũng xin nhờ được một ít cái phần lực của bề trên, thì cũng xin phép thắp 3 nén hương để dùng một cái nghi thức liên quan để giúp cho cái nhân linh của chị gái này được sinh nở, để chị được an lòng mà siêu thoát, đi về với cái cõi tu để tu tập để trở thành một cái vong linh tốt. Bây giờ để Lê Trung sử dụng cái ấn để mà mình trì vô trong cái hoa sen này để giúp cho chị sanh nở như thế nè. Thì sau khi mình trì cái ấn này vào xong rồi thì mình phải lấy cái ấn này ra nha, để chị mới có thể vào để mà nhận cái thần lực của liên hoa, với lại là sử dụng dùng những cái bánh trái này nè. Để dùng đốt một ít giấy tiền vàng bạc, cái này mình sẽ lui ra. Thì sẵn đây thì Lê Trung cũng xin phép nói với cái nhà mình một cái vấn đề. Thì có rất là nhiều ông bà, cô chú, anh chị hỏi Lê Trung tại sao mà làm lễ cầu siêu cho cái vong linh mà chỉ có thể là tụng kinh, chỉ có thể trì chú mà không sử dụng cái pháp thuật để mà mở đường, khai sáng. Thì kính thưa với quý ông bà, cô chú, anh chị, cái mở cái đường sáng là quý ông bà, cô chú, anh chị mình biết đó là cái gì. Khi mà mở cái cửa đó là một cái cửa thông giữa tam giới. Quý ông bà cô chú anh chị mình mở ra mà không khéo á, thì nó sẽ xuất hiện ma quỷ ra càng nhiều đó. Bởi vậy á là Lê Trung không có muốn phải xuất hiện thêm nhiều ma quỷ để mà làm cho cái thế giới á, cái dương thế á, nó hỗn loạn thêm. Cho nên là Lê Trung không có sử dụng cái thuật mà để thay để mở đường, mà Lê Trung chỉ muốn là hồi hướng cho những cái vong linh để về với cái cõi Phật để tu tập đó, để cho họ siêu thoát. Cho nên là Lê Trung mới sử dụng cái chú và
những cái phép Phật. Thì hôm nay thì Lê Trung cũng không có dự định nói cho quý ông bà cô chú anh chị đâu, nhưng mà có rất là nhiều người hỏi Lê Trung như vậy thì sẵn đây Lê Trung cũng nói luôn cho cả nhà mình biết. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Diêm Gia Vương, Nam mô các vị Phán Quan, Nam mô các vị Đầu Trâu Mọc Ngựa, Nam mô Hắc Bạch Vô Thường. Thì hôm nay con cũng có đến đây, cũng có cái cơ duyên thì cũng gặp được cái vong linh của chị gái đây, chị đang mang thai. Thì con cũng xin quý ngài quý ông cho con được cái phần lực để hỗ trợ cho cái vong linh của chị này được sinh nở. Thì con cũng xin phép đốt một ít chiếc tiền vàng bạc để gửi cho quý ngài quý ông. Đó, mong quý ngài quý ông cho cái vong linh của chị gái này lên đây để nhận cái phần lực từ cái nghi thức liên hoa để sinh nở, để giúp cho chị được an lòng, để cho chị được siêu thoát, cho chị được hồi hướng về cái cội Phật để tu tập, nó trở thành một cái vong linh tốt, không có chất dưỡng lang thang. Nói chung với quý ông bà cô chú anh chị á, khi mà đã bước vào cái con đường này rồi thì bất cứ cái gì thì nói thẳng luôn đó là Lê Trung cũng những cái gì mà quý ông bà cô chú anh chị mình biết thì Lê Trung cũng biết đó. Nhưng mà Lê Trung phải lựa một cái đường nào mình làm cho nó an toàn, thứ nhất là an toàn cho Lê Trung, thứ hai nữa là mình làm phải cho nó an toàn với con người hay những người xung quanh, chứ không phải là mình cứ làm đùa làm đại, mình thích cái nào là mình làm cái đó. Nhiều khi mình làm đâu phải là mà con người ai không sơ xuất, nhiều khi mình sơ xuất một cái nó sẽ xuất hiện ra những cái này những cái kia, nó sẽ gây ra những cái tình trạng nó khó xử, nó khó giải quyết đó. Nếu mà mình giải quyết không được thì nó sẽ gây ra rất rất là nhiều cái hệ lụy. Lấy chung tranh thủ đốt cho hết và cái giấy tiền cái mình lui ra cho chị ra nhận cái thứ nhất là nhận cái bánh trái rồi nhang đèn, thứ hai nữa là chị nhận được cái phần lực của cái nghi thức liên quan thế này. Rồi thì để Lê Trung chỉnh cái máy lại xíu rồi cái mình sẽ lui ra khỏi cái bàn nghi thức này nha cả nhà. Kê lên cái thùng này nó cũng không có được ngay cái máy cho lắm. Cái máy nó càng nghiêng. Khó khăn thiệt. Rồi, tạm thời là như vậy nha cả nhà. Rồi, bây giờ Lê Trung sẽ lui ra khỏi các bạn nghi thức nha cả nhà.
Rồi thì cả nhà ơi, hồi nãy giờ thì Lê Trung đã rời khỏi cái bàn nghi thức cũng khá là lâu rồi, thì chắc có lẽ là chị cũng đã ra nhận cái phần lực của liên hoa cũng như là nhận những cái bánh trái nhang đèn. Thì để Lê Trung sẽ tiếp tục cầu chị ra một cái nữa nha cả nhà, để mình hỏi thăm xem. Đó, chị đã thực sự là đã nhận những cái phần lễ của mình ngày hôm nay chưa, cũng như là đã nhận cái phần lực của liên hoa chưa. Rồi mình sẽ hỏi thăm xem cái ý nguyện của chị như thế nào. Đó, để lần sau mình sẽ cố gắng tranh thủ quay trở lại để mà tiếp tục trợ duyên cho chị như thế nào. Cái nhà mình đợi xíu để em chỉnh cái camera lại như thế nào. Cái nhà kê lên cái thùng này nó cứ lệch lệch sao. Rồi cả nhà bây giờ để nói chung sẽ cầu chị ra nha. Thì cả nhà ơi, khi mà Lê Trung cầu cái vong linh của chị ra để mà Lê Trung hỏi cái ý nguyện tiếp theo của chị là gì, thì Lê Trung cũng khá bất ngờ cả nhà. Lê Trung bất ngờ ở chỗ là khi mà mình giao tiếp với chị thì chị nói một câu là khiến Lê Trung cũng khá là cảm động. Chị bảo là nếu mà Lê Trung có quay trở lại giúp cho chị thì chị nhờ Lê Trung gửi chị về chùa để mà chị sẽ ở ngay tại chùa để chị tu, rồi chị sẽ nuôi con của chị luôn. Đó, thì hai mẹ con sẽ cùng tu, cùng nhau tu tập, tu suốt đời để mà giúp cho con của chị có thể là hưởng được những cái hào quang của Phật pháp. Thì khi mà nghe được cái ý nguyện của chị thì cảm thấy rất là vui cả nhà. Rất là vui vì khi mà chị là một vong linh mà chị lại có một cái hướng thiện, một cái tấm lòng thiện đức như vậy. Thì Lê Trung cũng có hỏi chị là chị đã có nhận được những cái phần lực từ cái nghi thức liên quan của Lê Trung hay chưa. Thì chị cũng đã nói là chị cũng đã nhận rồi. Đó, thì bánh trái rồi này kia thì chị cũng đã dùng hết rồi. Đó, thì bây giờ Lê Trung sẽ chờ là tầm khoảng 3 tới 5 ngày Lê Trung sẽ quay trở lại đây để mà mình xem chị đã sanh nở hay chưa. Đó, rồi Lê Trung sẽ nhờ ân điển của bề trên để Lê Trung gửi chị về cái chùa để mà chị tu tập. Thì để khi mà đến cái giai đoạn đó, đến cái ngày đó đi, thì cái phần số của chị phải tu tập ở cái chùa nào thì Lê Trung sẽ nhờ những cái phần lực ở bề trên để gửi chị về cái chùa đó để chị tu. Chứ còn bây giờ thì mình cũng chưa có biết được là chị phải tu tập ở cái chùa nào cả nhà. Rồi thì hôm nay khi mà mình đến đây, khi Lê Trung đến đây và dùng một cái nghi thức liên hoa để giúp cho chị, thì cũng biết được cái ý nguyện của chị như vậy, thì Lê Trung cảm thấy cũng rất là vui. Thì cái bàn nghi thức liên hoa này Lê Trung sẽ để ngay đây luôn. Nó để khi mà lần sau mình trở lại, nếu mà những cái bông hoa sen này nó nở ra hết
thì là một cái điềm để mà mình biết là chị đã sanh nở rồi nha cả nhà. Rồi thì chắc có lẽ đến đây thì Lê Trung cũng xin phép kết thúc video luôn cả nhà ơi. Đó thì một lần nữa Lê Trung cũng xin phép kính chúc cho cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Nếu cả nhà mình thấy video của Lê Trung có ích cũng như có ý nghĩa thì rất mong cả nhà hãy để lại cho Lê Trung xin một like cũng như một đăng ký kênh để giúp Lê Trung có động lực làm ra được nhiều cái video nó hữu ích hơn cũng như là đi trợ duyên nhiều cái vong linh hơn nữa nha cả nhà. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video lần sau.